Quán game này nhiêu một 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 chậu không thầy? Hỏi gì? Hỏi gì? Cái này nếu mà chậu đẹp thì cũng tầm 240 240 một chậu ha, một cặp á. một cặp 240 ha, 240 một cặp, 240 nha mọi người, hai trăm tư, hai trăm tư một cặp nha mọi người, đẹp Để ghê luôn mà cho rẻ luôn. lô này nha, ủng hộ Dạ mình con cảm ơn người dạ thì cái nhà mình trồng bán giá để cho tôi là không lô đầu tiên này nha mọi người, mọi người cứ đến đây mọi người ủng hộ dùm cho chú ấy lô 37 không? 37 số lô này nè, chú lô 37 nè. lô 37 Dạ rồi, đẹp chưa mọi người? lô 37 lô 38 tử mặt hè Dạ có chủ lớn luôn, có chủ lớn luôn. để mình quay ra mình quay qua Cẩm Thạch, Cẩm Thạch hoa giấy Cẩm Thạch. Oh, đẹp chưa mọi người? Bên đây nữa nè, khói nhiều màu quá luôn, đẹp quá. Nguyên một ô này luôn, toàn là hoa Cẩm Thạch không, hoa giấy. Này có nhiều màu luôn rồi, mọi người thấy không? Đây, qua đây đi. Ở đây có tắt nữa nè. Tắt này được thôi chứ cũng không được đẹp mấy. Đây là thành phố Cao Lãnh nha mọi người. Đây mấy chậu này chậu hoa li ti nhỏ 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 nhỏ. Đó, đẹp chưa mọi người? Này bùng nổ dịp Tết luôn nè mọi người ơi. Như là năm nay thấy người mua bị hơi ít, người bán thì nhiều quá mà người mua hơi ít. Đây cái đường thì giờ này dán que mỗi năm thì đông nghẹt cứng hết, hay là ở Nam 22 á, người ta chưa có đi nhiều không biết. Đây mình thấy cái mai này cũng được nè. Wow, cái này đẹp, cái này lớn đẹp. Một bộ đế dữ dội luôn. Thấy mọi người quá dữ. Tàn đều, bông đang lấp, chưa nổ hết. Nổ rồi hết là đẹp khủng luôn. Đây khu này chạy dài cả mấy cái số luôn nha mọi người. Khu này chuyên hoa nhiều, hoa văn họ. Còn cái khu bên kia thì chuyên bài kiểm mai rồi đó, như là mai. Này là hoa cúc. Đúng rồi. Đây kiển này lan, lan lan này, lan này phối mấy màu luôn. Ồ, có chậu này nổ bông nhiều quá. Nhìn qua có lúng hết là đủ màu sắc luôn. Thấy em các bạn, anh là chợ qua Cao Lãnh. Về tắt cây lớn 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 luôn, trái xài quằn hết. Đủ màu sắc luôn, rực rỡ không?
luôn quên luôn nha mọi người. Đây mình thấy cây hoa này lung linh luôn nè. Cái này người ta kêu bằng cẩm thạch vậy đó. Hoa giấy cẩm thạch đó. Ồ năm nay rẻ, năm nay thấy có 80 một cặp. 80 ngàn cặp à. Mỗi năm thì tới 150, 200, 200 mấy. Năm nay người ta hạ giá thấp xuống luôn. Sâu sâu xa xa bên trong còn nhiều lắm mọi người ơi. Đây tắt, mình thấy tắt, cái này sai chịu quả luôn. Được gỡ sắc màu luôn. Trong đây em. Ồ, cái này cái gì đẹp quá. Vừa có trái, vừa có bông luôn. Mình có gặp cái này cái gì có trái. Đây là cái gì mà trái đẹp quá. Ờ, thấy không mọi người. Chào mình tự gì ra lai bông hồng, ra lai hoa hồng. Đây là la lai hoa hồng đó, nhưng mà cái lá thì không phải hoa hồng. Bông thì bông hồng, ghép là sao. Đây tắt nè. Sai hoàng cây luôn. Cây này nhỏ mà sai hoàng cây luôn. Năm nay tắt ra trái nhiều hơn mỗi năm. Đây qua giấy qua cẩm thạch thì có đầy đủ hết luôn. À, đủ loại màu luôn mọi người. Nở lộ hết luôn à. Đó, nở lộ hết luôn rồi. Thấy không đẹp chưa mọi người. Bên đây nở lộ hết luôn rồi nè. Đây nguyên gian hàng qua này đẹp quá. Đủ màu luôn. Ta gặp mấy anh em đang mua. Đủ màu đủ sắc luôn. Cây này cũng khá lớn. Mà bông búp không. Khá cao luôn. Có số điện thoại để liên lạc. Ta bán. Đây vàng này toàn là mai không nè mọi người. Mai vàng đang nổ bông búp 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 búp. Đây là nguyên con đường. Nó nằm tốt bên kia đó nhưng mà mình không đi bên kia được.
Đây thì người ta cũng đang coi người ta mua. Này chỗ bông cũng dữ dội luôn. Chợ này thì người ta bán về ban đêm nó nhộn nhịp lắm nha mọi người, mà giờ này thì cũng còn hơi sớm đó, thành ra cũng có chưa có khách người ta đến mua nhiều. Đầu tiên mình quay cho mọi người tham khảo trước đi. Chỗ bông cũng dữ dội lắm nhưng mà nó chưa có bung bông ra. Còn ở đây thấy một cái gian hàng bán chậu. Đây qua đây mình thấy mấy cái mai chiến sĩ là đẹp quá nè mọi người. Mai này kêu mai trắng. Mấy cái chậu là bự ghê đó. Cao. Ồ okay, cao ghê. Cao bự mà gốc đó. Ồ, bồ ghế cũng dữ dội quá ha. Qua đây, mấy cái gian hàng bán chậu này cũng đẹp lắm. Thấy đủ loại chậu hết luôn. Đó, chậu đủ loại luôn. Mua kiển là để vào chậu này trồng được luôn nè. Bán đủ loại chậu luôn. Nay là mai chưa nổ bông nhiều. Đây mình thấy cái này nổ bông nhiều nè mọi người. Đây cái này cũng được nhưng cũng đẹp. Gốc thì bự. Đây nổ bông cũng khá nhiều. Cái này gốc bự nè. Nó bẻ nhánh nó uốn lượn đẹp quá. À, đẹp chưa mọi người? À, nhánh uống uống lượng lượng nè. Đây gian hàng lọt sọt hoa trong đây nè. Còn đường cái đường này kia là bán hoa không nguyên đoạn đường nha mọi người. Để mình lại đằng kia mình quay nguyên đoạn đường hoa cho mọi người xem. Bên đây mình quay mấy cái cây mai trước đi. Mấy cây này tới chừng mà nó chỗ bông mà đẹp lắm. Nó búp búp quá nhiều luôn. Mà gỗ nó đẹp lắm. Đây có mấy cây lớn lớn. Đây mình thấy như cây này lớn. Cây này lớn mà gốc đẹp ghê. Thấy không? Đẹp. Tàn nó đều tàn luôn á. Đây cây này cũng vậy nên. Trời cái gốc này nó cổ luôn á. Cây mai không thể tin tưởng cái gốc. Ồ, đây cũng rẻ mọi người. Có 800k ăn cây à. Đó, cây bông à. Túa bông luôn có 800k nè. Đây có rẻ nữa nè, gốc một bộ gốc nè. Đây bên đây nguyên ngọn đường bán hoa không à.
Để mình qua đây mình quay cho mọi người xem. Đó thì bên kia có nguyên cái đoạn con đường bên kia là người ta bán đồ quần áo giày dép đó mọi người. Chỗ đó là chợ đêm, thường ngày người ta hay bán đồ quần áo giày dép, nguyên con đường nó dài luôn. Nhưng mà mình qua đây đi, mình quay nguyên con đường hoa cho mọi người xem. Đó, bắt đầu tới rồi. Đây, nguyên con đường hoa luôn, đủ loại màu sắc hết luôn. Đây có cẩm thạch chó nè, có cái mai cũng đẹp lắm nè, đều tàn luôn mà chưa bốn con nữa. Đây, đây cây nữa nè. Còn đây hoa tắc đầy đủ hết luôn. Ồ, đây cây tắc mình người ta tạo hình thành con rồng luôn nè. Đó, đẹp chưa? Tạo thành cặp rồng luôn. Tắc không? Có trái luôn. Đây, nguyên vườn tắc luôn. Đây, thấy tạo rồng nhiều quá nè. Nguyên con rồng luôn. Trái xâm xê luôn. Qua cặp này cặp rồng lớn nè. Rồng lớn nó dữ luôn nè. Trái xâm xê luôn. Nó là nguyên cặp đối xứng với nhau luôn. À, lung linh quá. Còn đây hoa nè. Hoa này qua Vạn Thọ. Đây hoa giấy nè. Mấy cái ô này người ta chưa lên hết. Người ta đang lên. Đây, ở đây cũng có vừa có mai vừa có hoa. Đây hoa giấy lung linh luôn. Lung linh sắc màu luôn. Đây người ta đang mua thuốc mâm xôi. Đây người ta đang mua này. Hôm nay thấy quà giấy lung linh quá. Quà giấy nhiều quá. Đủ màu sắc hết luôn. Ồ, đây có nhiều hoa hướng dương đẹp quá mọi người. Thì mọi người thấy không, hoa hướng dương đẹp không? Bên này cũng hoa hướng dương nữa nè.
Đây vườn hoa hướng dương lung linh luôn. Kia hoa giấy lung linh luôn. Còn đây nguyên vườn hướng dương. Đây quán dương. Đây cũng quán dương nữa. Đây quả giấy. Đây bắt gặp hai đứa bé nhỏ chụp ảnh nè. Nó thấy cưng không mọi người, nhìn hai bé. Đủ sắc màu luôn nha mọi người. Đây tới cây mai cuối cùng mình đây. Đây nghệ nhân người ta đang làm. Cây mai dán thì quá dữ. Cây này dữ thiệt. Đây dán bay bay không à. Cái này đúng không? Nguyên cái giường này dán độc độc không? Đây chạy dài lắm mọi người ạ. Rồi kêu bằng mỏi chân luôn á.